về phong cách viết thì đầu tiên các bạn phải xác định tầm quan trọng phong cách viết và cách sử dụng ngôn ngữ một cách đơn giản và thế nào là một phong cách viết hiệu quả. Như các bạn biết, nếu các bạn đọc một cái tài liệu một hoặc một cái bài báo nào đó mà có phong hết sức nặng nề thì làm cho các bạn sẽ nhàm chán và khó để hấp thu được nội dung. Vì vậy, phải chọn một cách viết văn phong nhẹ nhàng để dễ đi vào lòng người và để dễ cho người đọc hấp thu, nắm bắt các nội dung. Ngoài ra, để làm cho nội dung nó cảm thấy dễ dàng, dễ hiểu thì ngay cả những nội dung mà nó đi sâu vào chuyên môn mà người đọc cũng cảm thấy dễ hiểu thì các bạn phải xác định các ý chính của lập luận và từ đó đưa ra một cách kết luận mà làm cho người đọc có thể hiểu một cách nhanh chóng vấn đề.